Nó đi dòng như này Đó anh em thấy không Hàm lúc cấp này nó sai bất nhẹ luôn Khi mà cái vùng tham chiếu nó bị thay đổi Anh em dùng chưa Nhưng anh em để ý này Cái này nó không thể thay đổi đúng không vì hàm mát này nó cập nhật theo đúng cái số tự Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một cái ví dụ sự kết hợp của hàm mát và hàm với lúc thì đây đầu bài chúng ta là tìm khối lượng của cái mã thép này đúng không mã thép này đây đây tìm xem cái mã này có khối lượng là bao nhiêu tức là chúng ta sẽ dò tìm ở trong cột đây này đúng không và từng với cái mã đúng không thì tất nhiên là anh em sẽ dùng hàm vlookup đúng không bằng này anh em bằng này vlookup này lookup value tức là anh em dò tìm cái thép này đúng không Tôi okay, có luôn cái thép này vào đây cho dễ hình dung này. Thép này, phải này, theo array. Chọn cái này, anh chọn cái bảng này đi. Phải này. Tiếp theo là column index 5. Cột khối lượng này chính là cột số 3 tính từ đây đúng không? 1 2 3. Anh em điền 3 vào đây. Phương pháp dò tìm là chính xác đi. em điền false hoặc là em điền không Bây giờ anh em enter nó sẽ bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng 15. Rồi bây giờ cũng là tìm khối lượng của cái mã thép này. Tôi sẽ dùng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm MAST. Nó sẽ có sự khác nhau như thế này. Bằng VLOOKUP. LOOKUP VALUE thì tất nhiên nó sẽ bằng thép tương tự như trên. Thayo vào Array vào tất nhiên nó cũng bằng cái vùng này tương tự như trên. Tiếp theo phải thay vì chúng ta điền cột khối lượng là cột thứ ba đúng không? 1, 2, 3 Thì bây giờ tôi không dùng cái cách đó nữa mà tôi dùng hàm mát Biến đầu tiên là lookup value Tức là giá trị tìm kiếm Thì ở đây tôi dùng tìm kiếm cái từ khối lượng Anh em ý là gõ đúng cái từ khối lượng này Giống y chang cái OD2 này nhá Nếu như chúng ta sai dấu này hoặc là sai dấu cách chỗ này một dấu cách, chỗ này hai dấu cách là nó khác nhau nhá Ok, Tiếp theo là phải này Lookup Array Thì chúng ta tìm kiếm một trong cái mảng Là cái dòng này trong phạm vi này Đó, hàng mát mà Phải này, phương pháp dò tìm chính xác đến không Đóng ngoặc lại Rồi tiếp theo cái biến thứ hai Của hàm với lookup Cũng là phương pháp dò tìm chính xác em đến không này Đóng ngoặc lại Bây giờ anh em enter Nó cũng bằng 15 Bây giờ tôi cố định lại Em bốn lại hết đi Em bốn lại hết nha trên này cũng vậy này, tôi F4 nó hết lại. Rồi. Bây giờ hai cái này hoàn toàn không có gì khác nhau Đúng với kết quả đúng không? Nhưng có sự khác nhau khi chúng ta sửa cái vùng tam chiếu này này. Đối với cách đầu tiên là chỉ dụng mới với cấp thôi ý. Ví dụ chúng ta chèn thêm một dòng vào đây. Đó, anh em thấy chưa? Cái này là kết quả này nó sai rồi, sai bất nhẹ rồi. Nó chệch dòng rồi đúng không? Nó thêm một dòng mà. Hoặc là anh em xóa đi đúng không? Xóa đi một dòng. Xóa đi dòng như này đó anh em thấy không hàm lookup này nó sai bất nhẹ luôn khi mà cái vùng tham chiếu nó bị thay đổi anh em dùng chưa nhưng anh em để ý này cái này nó không thể thay đổi đúng không vì hàm mát này mà cập nhật theo đúng cái số tự uh, cột khối lượng này đúng không nếu xóa đi một dòng thì cái khối lượng này nó là cột thứ hai đúng không thì nó nhặt vẫn nhặt đúng cái khối lượng thép uh, cột thứ hai này đúng không còn thêm một dòng anh em dùng chưa thêm một dòng đây đúng không cái khối lượng này bây giờ nó thành thứ ba đúng không thì cái chỗ này hàm mát chúng ta nó vẫn tìm uh, 3 và uh, hàm cấp nó vẫn trả cho chúng ta giá trị đúng bằng 15 ở đây đúng không? Em thêm dòng nữa này Em thấy không? Nó vẫn chơi chơi 15 đúng không? Tuyệt vời không? Bây giờ cái hàm mát này nó sẽ cho chúng ta kết quả là là 4 đúng không? Đó, anh em thấy hay không? Đây là một trong những cách để anh em có thể kiểm soát được uh, khi mà anh em sử dụng hàm Velocup để cho kết quả đúng nhé kết quả nó sẽ luôn luôn đúng cho dù anh em chèn dòng hoặc là xóa dòng. Còn nếu như anh em chỉ dụng hàm uh, vlookup một mình ấy thì nó sẽ sai. Nếu như cái vùng nó chiếu chúng ta thêm dòng hoặc là xóa dòng. Bởi vì anh em dùng là cái chỗ này này, nó luôn luôn là ba, đúng không? Trong khi đó hàm uh, mát chúng ta chỗ này nó thay đổi cập nhật theo cái số tự của cái, cái khối lượng này đúng không? Khi người ta chèn dòng hoặc là xóa dòng, nó vẫn cập nhật theo đúng không? thì nó lúc nào nó cũng bám theo cái cột này, anh em dùng là như vậy đúng không? Sau đó là kết quả chúng ta luôn luôn là đúng. Còn cái này thì nếu như cái này thay đổi thì sai đúng không